Nhấn lại đi. Về rồi đấy à? Ôi, ôi đã chạy 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 đi tìm rồi, chạy đi. Ôi ôi. Như nào như nào? Đi đi. Em. Anh tụi em tính là anh Trương Thế Vinh, anh em BB và anh Thành, anh Hiệp. Ủa bây giờ sao vậy? Ê, em đang thương lượng với anh Vinh nè. Mà anh không chịu hả? Không, anh cho anh đang muốn lựa chọn, anh đang muốn, tại vì cái thứ anh muốn á là giống như là một cái buổi biểu diễn mà performer, anh muốn diễn kiểu boy band á. À boy band hả? Còn anh Hưng muốn gì? Thấy khó xử quá. Thôi cứ để cho anh suy nghĩ đi. Bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu làm. Mình mệnh Tuấn Hưng thì mình chỉ sợ là hai anh em mình sẽ làm cái gánh nặng cho ảnh. Chứ cứ suy nghĩ hoài luôn. Rồi trong đầu suy nghĩ tới Bùi Công Nam, Dramatic. Anh Đạt mới nói là bạn đó là sản xuất âm nhạc rất là tốt, bạn đó là viết nhạc được. Cho nên là mình phải cố gắng thuyết phục mời bạn đó. Nếu không mời được bạn đó coi như là nhóm mình toan chắc 100%. Ram, đi với anh Ram, đi với anh. Anh có một cái kịch bản rất lạ cho em luôn. Ram, lên lên đi. Anh với anh Đạt, hai người anh đơn chiếc lắm. Hello, hello mọi người, hello. Ram ơi, anh với anh Đạt đơn chiếc lắm Ram. Ram ơi, Ram. Cho anh nghe pitch xin từng người. Cho anh Tùng, anh Tùng xong là tới tôi nha bộ. Tôi đứng đây, tôi ngồi đây tôi chờ nè. ST nè, Kê Trần nè, và anh Khôi. Đây anh giới thiệu thì em bảo anh để anh em mình xem là có hợp được với nhau, tại vì anh nghĩ là mong muốn của anh và anh Tùng muốn tìm những năng lượng trẻ. Em trai ngồi đi, em trai đứng ngồi chân em trai. Ngồi đi cưng. Em xin mong muốn là tạo ra những nốt gà cho em đó. Để em anh ơi, trời ơi. Em ơi làm miếng trà đi cưng. Xin anh kêu đại ca. Ấy, cho anh xin chữ ký các bạn. Anh ok bọn anh bàn nhá. Cho em phép, xin phép sang gặp các bên anh khác em xem thử. Em với Chuân cũng có suy nghĩ, nhưng mà em với Chuân cùng một cái ý nghĩ đó là tụi em thích một cái kiểu nhóm đó, nó phải là hơi khác biệt chút xíu. Mình cùng kết hợp lại nhau á, nó mới tạo ra một cái điều đặc biệt. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ có khác biệt, nhưng mà nó sẽ cố gắng, nó sẽ từ từ hơn một chút. Cho anh suy nghĩ một chút, trong đấy anh vẫn muốn là để xem những thành viên còn lại của mọi người trong nhà là ai. Thì lúc đấy anh sẽ quyết định nó sẽ tốt hơn. Rồi mình chọn anh Tuấn Hưng thì cũng là một thần tượng của mình. Rồi BB thì muốn chọn anh Trương Thế Vinh là bởi vì cũng là một người anh của mình. Rồi muốn chọn Lý Bỉnh Phát thì ai về Lý Bỉnh Phát đã qua đội của Tron. Nên mọi người cũng dọn biết làm sao. Cái chọn cho cố vô định là qua bệnh sẽ muốn có anh Hoàng Hiệp, bởi vì anh Hoàng Hiệp cái giọng quá khủng, mình phải có anh ấy. Rồi anh Hà Lê, rồi muốn quá nhiều, nhưng mà mình chỉ có 3 option thôi. Thế là hai anh em khi mà kêu là chạy đi, chạy, không cần biết làm cái gì hết để mà chạy qua bệnh để mà chụp được những người anh tài của mình. Nhưng mà mọi người không thể tưởng tượng được là ủa đâu phải bạn muốn là được, bởi vì các anh có cái giá của các anh, mà các anh cũng là toàn là những khủng long chứ không phải là hạng xoàng đâu các anh. Ủa bây giờ là sao? Bây giờ bay muốn chọn tôi tối dễ gì? Phải đưa ra những gì bạn có chứ đúng không? Rõ ràng mình thấy cái đó là cái điều đúng. Cho em cả Subin mời thầy. Ok. Cho em cả Subin mời thầy. Được rồi, bình tĩnh để anh xem. Anh Long. Bạn ơi, bạn ký vào đây cho tôi cái. Ok, bạn. Ok. Anh Long nghe em nói trước. Cho em xin phép nói trước đã. Thực sự là hiện tại thì bọn em chọn nhóm 3, nhưng mà em với anh Cường suy nghĩ là em rất là muốn mời anh về để là ba anh em mình chung một team. Là bọn em rất muốn thể hiện một cái nét, mang cái nét dân tộc và dân gian của mình vào trong phần tiết mục. Bọn em rất là muốn thử sức với bất cứ một loại hình nào, ví dụ như chèo, tuồng, hay là một cái loại hình bọn em muốn hát sẩm, hát xoan hay như nào đấy. Nhưng mà bọn em rất cần có một người để coaching cho bọn em và hỗ trợ bọn em. Và bọn em muốn thử. Được chưa? Đang bóng đang quyết định. Có một cái khó khăn thế này, tại vì là anh thì em thừa biết là khả năng anh có thể làm được như bọn em là khó. Tôi muốn thuyết phục vì tôi với Bin
và có một bạn nữa rồi thì có một kế hoạch cho cái team của mình. Đấy, như là tôi cũng có những cái ý tưởng mà bạn cũng biết rồi. Cho nên là bạn về team của tôi thì anh em mình đầy đủ những cái ý tưởng. Cái lý do mà em tham gia chương trình này là em muốn làm những cái mới, em chưa bao giờ bọn em làm, và anh cũng như vậy, anh sẽ làm những cái mà có thể thực ra thì cái đấy thì làm. Ai cũng làm những cái điều mà chưa bao giờ làm hết. Nhưng mà bọn em cá luôn, bọn em hứa luôn với anh là bọn em có thể, anh em làm việc cùng nhau ấy, em có thể đẩy hết những cái thế mạnh của anh ra. Em cũng rất cần anh để hỗ trợ cho bọn em về ý tưởng. Cho anh suy nghĩ đi. Ok anh, ok. Cứ để cho anh thoải mái suy nghĩ. Mình cứ để cho anh ý, thực sự anh ý suy nghĩ và mình biết là anh cũng sẽ có lựa chọn của mình. Anh Tự Long, mình rất cần cái màu sắc của anh ý ở trong đội. Hai anh em đã chạy ra và mời anh Tự Long một cách chân thành nhất về đội. Thì thực sự là cái phản ứng lúc đó của anh Tự Long làm cho bọn mình cảm thấy là khả năng cao là anh sẽ không đồng ý. Trong lúc chờ đợi cái sự quyết định của anh Long thì mình có nói với một câu với anh Cường là tình hình có vẻ không khả quan, không ổn anh ạ. Nếu mà anh Long không đồng ý và say sorry với anh em mình thì em nghĩ là mình sẽ để cái slot đó một cách ngẫu nhiên, là sau khi mà chọn xong 33 anh ấy, thì còn anh nào sót lại mà chưa có team ấy thì welcome về đội của em và anh Cường. Ủa nhưng mà công này là loại chưa? Chưa. Công này chưa. Công này lấy rồi. Ai lấy rồi. Ông nói về nhóm của ông nhá. Okay. Tôi nói về nhóm của tôi. Kế hoạch của chúng tôi là 4 người. Yeah. Ai cũng có cái thế mạnh riêng. Ông đâu rồi? Đây đúng rồi, tôi là nhảy. Yeah. Phát là đẹp trai. Yeah. Nhưng mà ông này lại có khả năng nhảy và yeah. ông ấy dám làm. Chúng ta có một người vocal. Yeah. Là mình đang cố gắng lấy Hoàng Hiệp. Yeah. Nếu mà Hoàng Hiệp không thì mình đang check với Hoàng Hà Lê, tại vì Hà Lê cũng đa dạng. Yeah. Và tại sao mình cần Duy Khánh trong nhóm này, tại vì là màu của Duy Khánh. Tụi nó không chưa có sure về quyết định của nó. Ủa chứ hồi nay ấy lắm rồi, chắc tụi nó nãy giờ cũng bàn bạc với nhau. Ủa? Bây giờ mình sẽ đợi xem bên này có sao. Không, Duy Khánh cứ suy nghĩ. Dạ, em sẽ suy nghĩ. Tại vì, dạ, cho em suy nghĩ xong. Nhưng mà tụi nó phải make quick decision. Phạm Khánh Hưng anh cũng chịu thay đổi. Dạ, cảm ơn Phát, cảm ơn. Sẽ khó, nhưng mà để xem là tụi nó như thế nào. Let's go. Bác Duy với Minh nghĩ tới những cái tên, đặc biệt là Bùi Công Nam, Duy nghĩ sẽ rất là hợp với Duy, bởi vì là cả hai đều có thể làm, có thể viết nhạc, và đặc biệt là cái phần về dân gian về dân thì cũng sẽ rất là tốt. Ngoài ra còn những cái tên ví dụ như anh Tự Long là người mà Duy với anh với Thiên Minh cũng rất là mong muốn có về với đội. Team em có em Minh và tụi em cũng muốn có một màu dân gian, kiểu có thể dân gian mà đương đại, dân gian có mix với hiện đại trong đó. Anh với em cũng khá là vai Việt. Anh suy nghĩ nha. Tôi không dám đi toilet luôn á. Không ai ngó ngàng. Bây giờ ông thấy tôi không chọn đâu. Ôi. Anh em mình còn đồng hành với anh mình không? Đi anh em hết mình không? Hết mình em. Thấy anh là thấy máu lửa rồi. Cái này nó phải là vấn đề rất tự nguyện. Dạ 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 dạ. Vấn đề rất tự nguyện em ạ. Dạ dạ dạ. Nó phải là con tim, trái tim. Tới đi hành trình với nhau nhiều lắm. Giữa Mỹ, gặp với nhau nhiều, làm việc với nhau. Còn 8 phút. Bên gì là rap, kiểu là chuyên về vocal. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung thành viên có vũ đạo, nhảy, rồi vẫn phải có hát. Và làm sao đấy để có thể dàn dựng được. Đấy, thì mong muốn nhất là SD Sơn Thạch. Anh có kế hoạch cụ thể rồi. Chứ không có lăng tăng, không có do dự gì hết. Ok, rồi. Thầy kỹ rồi. Em mình hứa im với nhau mà. Bây giờ chơi. Không có cho gì hết. Hứa với nhau rồi. Cả hai team em đều rất là thích luôn. Rồi. Nhưng mà bây giờ cái này là theo số trời. Em coi đồng hồ, nếu như mà chẳng
Nếu được. Như chị được. Nếu như chẳng thì em theo team 4, nếu như lẻ em theo team 5. Rồi, ok. À, số giờ hả? Chẵn rồi, chẵn rồi, 14, 12 chẵn rồi. Rồi, nó là số trời rồi. Nó là số trời rồi. Số trời. Sorry anh Thông, sorry anh Thông, sorry anh Thông, sorry. Tất cả là 14, 12 số chẵn và... duyên trời, duyên trời. Thôi, chúc mừng em. Tuy nhiên là em nghĩ là mình sẽ phát triển một cái màu sắc khác luôn. Giờ em vô đây là em sẽ làm visual thôi. Em visual thôi. Ví dụ tất phần dancing là Hiếu lên thôi. Thế còn vocal là tất vực anh thôi, ba tụi em sẽ lui về. Anh Hương cũng biết nhảy, anh Hương cũng đa dạng với tất cả mọi thứ. Anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Duy Khánh với cả là cũng có hỏi Tăng Phúc, rồi cũng một vài người. Nhưng mà hầu như ai cũng có plan hết rồi. Cho nên khi mà nhìn qua nhìn lại thấy là chết rồi, Son ơi bây giờ hai người mình tính quá trời. Bây giờ ra đây mình coi như bị vỡ kế hoạch rồi. Xong mới là nhìn thấy, ô tại sao Tuấn Hưng lại ngồi đằng kia. Mình thử lại ngó lại, thử với anh xem thế nào. Anh làm kim màu tôi. Kim màu giọng của anh thì nó lại khác biệt với tất cả mọi người đây không ai. Cho nên bây giờ nếu mà anh Hưng mà chịu đồng ý về team tôi với ông á, là ba anh em mình sẽ tìm ra một cái người mà cái màu khác với ba anh em mình luôn. Một cái người rất là energetic. Anh về đây. Yeah. Woo. Woo. Yeah. Woo. Yeah. Cảm ơn em. Yeah. Đây là chọn anh. Yeah. Bây giờ có anh đi chiêu mộ nữa thì rồi. Cái xác suất mà được say yes là cách. Đó là cái khoảnh khắc đầu tiên hai người Phát và Son thành công trong cái việc mà chiêu mộ người ta. Nhưng mà mình rất là vui bởi vì mình chiêu mộ được một anh lớn ở trong chương trình này. Anh với anh Kiều thì cùng thế hệ. Rất nhiều điểm chung. Idea thì có thừa. Và những lời mời của anh Kiều và những đề xuất của anh Kiều cực kỳ hấp dẫn. Cá nhân mình nghĩ hip hop chắc chắn nó là âm nhạc hiện đại rồi. Thì cái điều tương phản mà tuyệt vời nhất với nó để hip hop nó đứng cạnh chắc chắn là dân gian và là truyền thống. Thì cái sự tương phản của nó là nó sẽ được ở cái đỉnh điểm nhất. Thay vì nó đứng cạnh với rock hay là đứng cạnh với pop, đó là anh Tường Long. Và anh Bằng Kiều cũng đồng ý với Binzy là cái điều mình ưu tiên nhất là mình phải thuyết phục được anh Tự Long vào đội mình. Mình hy vọng là có một cái sự liên kết nào đó giữa anh Bằng Kiều và anh Tự Long. Để còn bản thân mình thì Binzy nghĩ mình sẽ không có đủ sức thuyết phục anh Tự Long. Nên thực ra là những cái anh Kiều đề xuất ấy, nó thực sự là chạm tới cái đến ngưỡng để bọn anh nghĩ rằng sẽ phải nắm tay nhau đi tới những cái vòng cao nhất. Mình nghĩ là cơ hội nó về không rồi. Và mình nghĩ là chắc là mình sẽ phải tìm được rồi. Đến bây giờ chúng ta vẫn phải đưa ra một quyết định. Xin lỗi bạn, tôi sẽ về. Mình chia nhau ra. Là tôn trọng quyết định của bạn. Chúc mừng hai em. Chúc mừng hai em. Anh rất là đau xót khi nói chuyện là chia tay với anh Kiều. Anh không lựa chọn là BG và Kiều. Không là anh cũng sorry, anh cũng và sorry. Anh Kiều. Anh có. Lúc đó anh Tự Lang bảo là xin lỗi mọi người, mình tưởng là không được. Mình thề luôn, lúc ấy cảm xúc lắm luôn ấy. Thì đến câu cuối cùng anh Tự Long có nói là kiểu mình rất là xin lỗi bạn, nhưng mà mình sẽ về với các em. Xin lỗi bạn, tôi sẽ về với. Trời ơi, cái khoảnh khắc đó mình ít khi thể hiện cảm xúc lắm. Mình cũng là một người kìm nén, không biết là có giỏi không, nhưng mà ngay cái khoảnh khắc đó như kiểu là một cái gì đó nó rất là vinh dự và thiêng liêng ấy. Khi mà mình từ những cái suy nghĩ của mình và từ những cái sự thuyết phục của mình mà mình thuyết phục được một người anh lão làng, một người anh đại trong nghề về team của mình. Cảm ơn anh. Yes. Anh yes. Muốn cố lên anh. Cố lên. Anh em mình làm được. Anh là một người rất giỏi
về những kiến thức và những cái gì mà mình được ngồi nói chuyện với anh Long, mình hiểu được về nghề nhiều hơn và mình được inspire rất nhiều từ anh Long, thì mình cũng là một cái áp lực là không biết mình có đủ cái khả năng để mà triển khai một cái sản phẩm với cả anh Long hay không. Tùy ai nữa. Tụi em bây giờ tụi em kế hoạch tụi em phải reset lại từ đầu, tụi em đang đang nghĩ. Om mani padme hum, mani padme hum. À, bây giờ đang cái màu của mình thì ai sẽ ok theo anh? Còn hiệp. Nào mạnh dạn lên anh ơi. Nào. Có kìa, diễn kìa. Nào. Come here. Đỗ Hoàng Hiệp ơi. Một nhóm nào tạo một cơn địa chấn nào. Vừa có chuyên môn lại vừa có cả sự hy sinh nữa. Này, một cơn địa chấn nào. Thì còn lo cái gì? Một cơn địa chấn anh ơi. Còn chờ gì? Thôi, đây. Một cơn địa chấn đi. Come here. Có chấn gì đâu ngã. Tin em với Hà Lê đi này. Kiên ứng nữa này. Nào. Không được. Đội mạnh lắm. Vào bị loại chứ. Anh ơi, mình đừng nghĩ đến cái chuyện loại nhá. Anh ơi, không phải là người yếu sẽ phải bị loại. Cái đấy chỉ là cái chiêu của ông này ông nói thôi. Còn nếu mà mình tốt thì mình cũng được. Nếu mà có bị loại thì là như kiểu em là kém nhất này. Lúc mà mình nhìn thấy cái cảnh mà rất là nhiều người chạy tới và thuyết phục anh Hiệp ấy, mình nghĩ trong đầu là anh Hiệp chắc cũng sẽ về team cùng với cả mình, vì mình là người đầu tiên mình đến nói chuyện với anh ấy. Cái đấy là có một cái sự rất là tự tin luôn ấy. Không hiểu vì sao mình cảm thấy có một cái năng lượng gì đấy. Và anh cũng thế. Có lần chúng ta sẽ học được nhau. Ký kìa. Chúng ta sẽ học được nhau. Yes. Một chút khó khăn khi Hiệp nhận được rất nhiều những lời mời ở các nhóm, nhưng trong đầu tôi, ngay lúc đầu tôi đã biết là tôi sẽ chọn Hiệp. Bởi vì Hiệp là một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và trong đầu tôi nghĩ tới Kiên ứng. Một người cũng không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với những gì thể hiện ở phần đầu tiên, ở cái phần Who Am I, thì tôi nghĩ rằng đây là một người rất là thú vị. Và một người nữa tôi nghĩ, đầu tiên tôi nghĩ đến là Dramatic. Nhưng khi Ram có quá nhiều người quan tâm và tìm tới, thì tôi nhìn thấy Hà Lê. Và tôi nghĩ rằng là Hà Lê cũng là một mảnh ghép không kém gì Dramatic, sẽ còn có những thứ còn nhỉnh hơn. Tôi nói là thôi cứ tin anh đi. Hà Lê ký vào. Và Kiên ứng nhìn thấy vậy, Kiên ứng cũng ký vào. Và khi chúng tôi đã có 4 thành viên và 2 thành viên đó cũng khá mạnh cùng với Quốc Thiên nữa, thì Hiệp bắt đầu lung lay. Ram, ở bên anh có rất là nhiều màu sắc. Và theo em anh đi trong cuộc tình này. Để anh lật đi rất là nghiệp, em rất là muốn vào. Mồ côi anh ơi, em đang nghĩ cái thằng này ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Anh em mình Sau rồi, nhanh nào. Ok, cho em chờ một chút. Nhiều em, khi em biết, anh em biết phải làm gì rồi. Em uống ly nước của anh gì rồi. Người ta nói uống nước thì nhớ cái gì em ơi. Em chọn mặt nào anh? Cái gì? Em chọn mặt nào? Anh chọn mặt này đi. Chọn mặt này nhá. Ok, để ông chờ nhá. Từ từ lại. Nói chứ mà giờ quy định là mặt nào là của anh. Quy định đi. Hai mặt này có chủ rồi anh ạ. Mặt nào của anh? Mặt chủ mất rồi, mặt nào của anh rồi? Mặt nào của anh? Có chủ đôi này hả? Mặt nào của anh? Anh đến luật. Anh luật chọn mặt này đúng không? Mặt chữ Iraq này đúng không? Đúng rồi. Anh là cái bình. Năng lượng. Yeah. Chữ của tôi. Của tôi. Như vậy là vũ trụ đã trả tín hiệu mà đáp lời sông nước rồi. Chơi đi. Dù em không phải ở trong nhà anh, nhưng mà chúc mừng anh. Đấy. Chúc mừng anh luôn. Cô đội nào luôn cô? Nhóm tôi đã có người. Ha 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 ha. Nếu mà tham gia vào nhà của anh Phan Đình Tùng thì cái phần việc của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhà của anh Phan Đình Tùng là tận 5 người cơ. Nhưng mà bên nhà của anh Tiến Luật, mặc dù chỉ có 3 người, nhưng mà là bản thân việc anh Tiến Luật
mời mình, nó đã khiến cho mình cảm thấy rất là vui và cũng rất là mong muốn được làm việc cùng các anh. Và hơn nữa mình cũng là một người mà rất là thích thử những cái thử thách khó khó một chút thì nó sẽ kích thích cái khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình hơn. Okay, let's go. Đây. Anh Phạm Khánh Hưng. Bị Bi nghĩ ngay tới anh Phạm Khánh Hưng. Tại vì anh Phạm Khánh Hưng cũng là một ca sĩ cũng đã có một cái tuổi nghề cũng lâu rồi, thì đương nhiên anh sẽ có kinh nghiệm rất là nhiều, anh sẽ dễ anh sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cho mình. Và bên cạnh đó anh Phạm Khánh Hưng cũng là nhạc sĩ nữa, cho nên nó cũng rất là cần thiết về phần âm nhạc cho cả nhóm. Thế là mọi người mới quyết định là anh Phạm Khánh Hưng. Huy là Tăng Phúc nè, nếu như Tăng Phúc là hay là Tăng Phúc với lại Phạm Khánh Hưng. Không, nếu mà phải có một người làm nhạc thì Huy là bắt liền luôn. Mình thấy anh Phạm Khánh Hưng ngồi đó một mình. Mình nhớ, ủa, tại vì ảnh hay im lặng quá nên mình không nhận ra ảnh thôi. Chứ thật ra ảnh cũng là một thần tượng của mình. Những bài hát của ảnh luôn gắn liền với tuổi thơ của mình mà tại sao mình không nhớ ra. Rồi kế bên Phạm Hưng là một người em của mình, là Huy R. Bởi vì em ấy còn quá trẻ nên những anh trai cũng im lặng luôn. Hai người rất là trầm nên mình không có sôi động với các anh khác nên mình quên để ý. Thì cuối cùng mình nói thôi, hai người này im quá nè. Nhưng mà cuối cùng là im quá nên cũng chưa có ai chọn. Thôi vô đây. Huy! Em đi bên kia à? Em vô nhóm rồi hả? Không, em đang đi tìm nơi mình thuộc về. Ok, em có sự suy nghĩ. Nhóm anh có mấy người rồi? Nhóm anh có anh BB, anh Vinh. Em muốn vô nhóm anh không? Vì em vẫn đang chưa biết kiểu sắp tới nhóm anh có một đứa rap. Một đứa mà một cái tư duy trẻ. Và đối với anh, em là một đứa rất giỏi về cái tư duy trẻ. Và anh muốn có em trong nhóm của anh. Chứ thì dù ba đứa này chiêu trò thì nhiều nhưng mà già rồi. Đơn giản thế thôi. Và anh cần một cái màu tư duy mới để mà suy nghĩ. Tại vì anh với em nghe nhạc rồi. Không phải là anh không muốn kêu em nãy từ đầu đâu. Mà vấn đề ở đây á là cái tính mình là đa sắc. Từ những công đầu anh muốn là ai bị không được chọn thì cứ vô. Thì mình sẽ có cách hết cho mỗi người tỏa sáng. Ủa, nhóm 5 người ý là nhóm 5 người, thêm nhóm 5 người. Nó 5 thôi. Với anh Hương. Đúng rồi, với anh Hương nó đó là năm của mình ngon lành. Tại vì Hương muốn đến với anh trai 1000 trong gai là Hương muốn lột xác của mình đi. Hương muốn mình thoát xác mình, không còn và Phạm Khánh Hưng mà mọi người nhìn thấy là một lãng tử đa tình, ngồi với cái piano ngày nào hát tình ca đau khổ nữa. Cho nên là kỳ này là Hương muốn là biểu diễn, thực sự biểu diễn. Nói với anh Hưng với anh Vinh và bé này một cái là tại vì em làm với Huy rồi, em chỉ cần đội mình siêng năng thôi. Siêng năng anh siêng có 24 tiếng một cái ngày là gặp được để mà tập luyện là em rất là vui. Ai nữa ta? Mình phải nhanh á, mình phải nhanh không thôi là mình phải sao đấy? Làm sao để em biết những người đang còn? Bây giờ anh đưa ra ý kiến một về phần vấn đề sản phẩm nhé, làm theo hướng tình cảm. Hai là mình sẽ làm theo hướng wow. Lấy anh Hồng Sơn. Thì đấy, anh Hồng Sơn là tình cảm. Thiên hướng tình cảm bởi vì anh là legend. Anh là legend thì khi mà anh Sơn làm một cái điều mà tình cảm ấy thì dễ chạm đến người ta. Theo anh thì anh Sơn là không có đẹp anh Sơn. Lấy anh Sơn thì mình làm cái bài nó thiên về cảm xúc luôn. Thiên về cảm xúc. Anh đã nghĩ bài cho anh Sơn rồi. Anh đã nghĩ bài cho okay, anh Sơn. Ok, ok, ok. Với lại em nghĩ anh yes. Ok. Cái tên Hồng Sơn ở trong cái thời gian mình lớn lên trong những căn nhà mình từng được ở và những cái tập thể mình từng được ở thì không có ai mà không biết hết. Dạ, sau cái concert đầu tiên thì các anh đều nói là anh Hồng Sơn là người rất là cố gắng ở tất cả những gì anh làm, những cái điều khó khăn đến với anh Hồng Sơn anh đều đón hết, anh rất là sẵn sàng để anh đón nhận trong gai. Hơn nữa thì cái ý chí về tinh thần của anh Sơn nó thực sự nó rất là sắt đá và khó có gì có thể làm cho anh Sơn nhục chí được lắm. Nên mình nghĩ cái tinh thần đó nó cần thiết để cho một đội, để có được một cái nhân vật như vậy trong team thì cũng rất là may mắn. Đại ca! Hello! Bây giờ là team của em với Bin là có mới thuyết phục được ST Sơn Thạch là đầy đủ các màu sắc. Nhóm mấy? Nhóm mấy? Nhóm 4. Còn Hưng này, còn duy nhất nữa. Còn Hưng còn duy nhất. Không, nhưng mà bọn em có cái kế hoạch là mình vẫn làm những cái mà em nói chuyện với anh là vẫn xây dựng một cái team
vừa tình cảm, chạm vào trái tim người ta. Những cái mà wow mà chưa bao giờ người ta thấy ở anh Sơn, chưa bao giờ thấy ở Bin, chưa bao giờ thấy ở Bằng Kiều và Sơn Thạch. Người còn lại mình có thể chọn lựa được. Thì mình thấy là có anh Hồng Sơn là một cái người anh cũng trong phòng của mình. Thì SC có đề xuất là nếu như mà em vào đội này thì có thể mời anh Hồng Sơn hay không. Thì hai anh đồng ý liền. Thì mình cảm thấy là rất là hợp lý với mình khi mà mình được kết nối với những người trong phòng và mình còn được vào cái đội mà toàn là những người giỏi hết. Thế nào nhưng mà anh phải quyết định. Quan trọng không, em biết rồi, nhưng mà quan trọng là bọn em là sẽ bị áp lực khi mà gánh team đấy, gánh anh về đấy. Không tới. Em hiểu không? Những gì mà nếu mà nó đến từ cảm xúc và về tình cảm, nếu mà nó xuất phát từ anh thì em nghĩ nó rất là đáng tin, nó rất là uy tín. Và em nghĩ nó rất là tinh khiết. Thì em nghĩ cái điều đó nó cũng là một... Bọn điểm. Em là người lựa chọn, anh rất là... Nhưng anh là người quyết định. Dạ. Ok thôi. Ok anh. Anh nhắc ok thôi. Bằng Kiều luôn luôn muốn ở trong team của mình có một hình tượng. Khi mà xuất hiện thì mọi người không cần phải hỏi đó là ai cả. Thì anh Hồng Sơn là một người rất là phù hợp trong cái kế hoạch đó. Bằng Kiều đã mời được anh Hồng Sơn vào trong đội của mình và may quá là anh Sơn đã đồng ý. Why Could Be by Fire Story đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:30 trên YouTube Giang Oanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Tài thực thách series đồng hành Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thực tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần từ ngày 8/7/2024 trên YouTube Giang Oanh Entertainment. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Giang Oanh thứ bảy hàng tuần.